Đốn được lượng này đã vậy nhỉ? Công nhân làm rồi. Hết được đấy nhỉ? Bên Minh Mỹ đi nào lập biên bản đấy này. Đây cái này là ngày xưa là liên quan đến bão đổ cong, đổ cong bão. Vâng. Ngày xưa nó thẳng lắm ạ. Ngày xưa là cây nào cây thẳng tắp. Nhưng mà do liên quan là lúc cái tuổi năm 2 là nhỏ, không nhỏ đấy, nó bằng này ấy. Thì là mình không chống được là nó bị cong nghiêng. Vâng. Nên là cái này là ngày xưa cũng nhiều cái lý giải về vấn đề là cạo kiểu gì đó. Nên là có tay anh nông dân là mới biết cạo kiểu gì đó. Cái kia để không? Vâng. Không, vì thực sự là người công nhân, người dân người ta rất là nhiều kinh nghiệm, người ta làm, người ta sáng tạo. Người ta rất sáng tạo. Sáng tạo trong ấy vâng. Quan trọng nhất. Phải làm mới có sáng tạo, chứ còn đấy. Nếu mà người ấy không thể nghĩ ra được. Họ làm trực tiếp, họ cái này bao nhiêu tiếng thì được đầy bính theo cả lưng à, cái này thì nó là cạo à, một nhát cạo thì nó tầm này nó rơi tầm khoảng nếu còn thấp ta thì một nhát cạo được khoảng trên hôm nay như vậy đây hôm nay cái này mấy tiếng thì đầy như này đã, cái này không, á cái này thì là nhát 5-6 ngày gọi 5-6 nhát thì mới đầy không phải chỉ cần vàng vừa biến là bốn nhát ở đây bốn nhát ở đây vườn này 3 nhát phải thu một 3 nhát thu một đấy. Cái này là rất tốt nữa. Thấy hôm qua chị bảo lúc đi cạo là bốc thăm. Một hát ăn được khoảng thời gian thế, nhưng có nhà cạo nhiều, có nhà cạo ít là do bốc thăm. Phải phải cái rừng tốt. Đấy là chiêu vườn. Chiêu vườn ạ. Chiêu vườn thì ví dụ sao nhà nào làm nhà đấy đi cạo vườn đấy. Thì là chia theo phần cạo mà. Thì lại công nhân không làm hết được. Vườn nó khoảng 10 hát, 20 hát, có vườn đến 30 hát. Bây giờ là khoảng phần. Phần cạo thì bây giờ phần phải tính ABC. À, ví dụ như chẳng hạn là AB thì thế bốc thăm thế chị bảo là AB thì gần mình làm thời gian bằng thế nhưng mà số lượng cứ ít hơn nhà ra ví dụ có nhà bốc được cái rừng nó rừng tốt là một hai nữa là cái mật độ cây đấy ví dụ như chẳng hạn có bốc được cái mật độ vườn 500 cây nhưng mà anh tỉnh này bốc được cái mật độ vườn 250 cây nó liên quan khác nhau về cái vấn đề số lượng đó. Này mặc võng thì mặc võng thì chưa đấy. Ở miền Nam là phú rừng đỏ ấy, còn là có những cái chòi chòi cây đấy của họ sạch đó, ngủ cái uống chè võng đấy. Vâng. Của họ là sạch. Nhà cây. Đi nghe sang bên kia chụp ảnh cô kiểu ra cái đường bên kia thì lại bên kia tiếp tục chụp vào trong này này hai chứ. Máy ơi, ra đứng ở kia kìa, chỗ đường kia kìa. Chỗ đường cũng mát. Còn trên cao vâng cái kho kho mủ vâng. Mình đến mình cái hôm đấy mình ở sau cái dãy khu mình ở đấy xong lắm cái châu khu bò thế hôm qua thế là nói chuyện với cái chị kia chị kho mủ không mủ á có cái gì ạ à? Có nghĩa là đấy à hôm qua mà bảo rồi lấy là ra đầy đấy đấy à vâng đấy là cho lên xe của em là cứ 100 Wow, màu nó lại quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dính nước rồi. Tí nữa phục phẳng vào giữa. Ăn ăn tía rồi bị gì? Chở nước khó. Bây giờ trên này mình cũng có nhà máy chế biến. Và em bây giờ cái này cũng phải mang đi vào Huế, Nam. Cái bể này thì ra để anh em nước rửa chắc tay thôi. Nhưng mà do anh em... Hello. Ờ. Đâu lên cái rẽ phải lên cái đường nhựa lên cái lên đồi ấy em ơi, đang chỗ chỗ đầu bản phi diễm ấy. Cái bản ở chợ chợ vào ấy em, cái ngã ba chợ vào luôn này. Ờ không, lên đồi cao su em ạ. Ở trên trên đồi cao su mà chỗ chỗ đồi của Đức ấy. Ờ. Ra rồi thì ra chỗ Hưng Tâm nhá. Thế 2 lên 12 là thành một cây này là thành cao 24 năm. Đúng không? 12 năm quay lại mà. Quay lại mặt mặt cũ ấy. Chu kỳ nó 27 năm. Ờ 12 năm quay lại mặt cũ. Đúng, 12 năm quay lại mặt cũ thì có một cây này mình khai thác trong vòng 24 năm rồi gì nữa. Mà rồi 27 22 năm. Tổng quy tinh của nó là khoảng 20 năm. 20 năm khai thác. Còn với 7 năm khí trong gia đình 7 năm là nó khoảng 23 năm. Hết 27 năm là chu kỳ của con thì lại thay cái đời. Chu kỳ trong cho đến khi phá. Con mà như chỉ ở đây đến đời con rồi. 27 năm rồi. Ai là công nhân cao su xa hồ lấy củi bán đúng không? Lúc hết đây củi này không niên hạn sử dụng đấy. Không phải công nhân. Củi lại chia lại lợi nhuận 10% với dân là phải củi là phải dân lấy. Vườn của ai đất ai dân gốc đất vào nhỉ? Đấy à? Chế biến cái tầm phú thì. Chế biến giấy giấy gỗ giấy hoặc đúng rồi có thể gỗ bởi có thể gỗ gỗ thua chi tiền tiền nó 10% đấy là ở tập đoàn là có ba công ty gỗ em của công ty nhiều tài đấy. Xe hướng đây á. Mình mang về đây thì là các cái dễ thì cái dễ cọc là biết thôi. Còn là cây ra bằng hạt.